muôn trùng nhân duyên, sự vô hình của thời gian đã khiến bao phận người cuộc quay trong dòng xoáy si mê, để rồi kiếp người cái lặng lẽ vô định trôi qua. Bất chợt đâu đó chăng chẳng lời kinh câu kệ đưa ta trở về xứ Ấn Linh Thiên, trở về với pháp duyên của ngàn năm trước. Dẫu vẫn biết từ đất Ấn Linh Thiên Phật giáo khởi sinh, thì hôm nay không ai không biết nơi suối nguồn khởi nguyên ấy đã khô rồi dòng suối ngọt ngào năm xưa, chỉ còn lại những dấu tích một thời vàng son của đại đế Ashoka, hay chăng chỉ còn đó trơ trọi nền móng của đại học Nalanda. Nhưng tưởng theo sự vô tình của thời gian mạch nguồn Phật pháp cũng đứt đoạn, nhưng không, Phật giáo trời quê cha dần sức tùy duyên mà cảm hóa dân tộc Việt. Đất tiên nay nở mạch rồng, minh đăng nay tỏ trạng hồng phương nam, giữa vùng tiền hậu trung gian, sóng thiên chạm đấng siêu phàm đản sinh. Vào năm 1944, tại miền Nam Việt Nam, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp đã sáng lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, nay là hệ phái Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam, là một trong 9 tổ chức Phật giáo tham gia thành lập nên ngôi nhà chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với bổn nguyện độ sanh, bắt nguồn bởi lòng từ bi, vị tha, bác ái, thúc giục Ngài không một phút ngừng nghỉ. Ngài hành đạo, mở mang bối đạo, mưa pháp, xối chăn lợi lạc biết bao nhiêu chúng sanh, và bởi lối tu tịnh hành giải thoát ấy mà bóng y vàng khắp nơi tỏ rạng, chẳng khác chi dần thái dương ló dạng đã xóa tan đi bóng đêm trùm khắp nhân gian. Cũng vì thế mà ánh đạo vàng đã lan tỏa, làm chuyển đổi cuộc đời này, đưa con người rời xa sông mê trở về bến giác. Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ đã có những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, không chỉ ở Việt Nam, với trên 500 tỉnh xá, trên khắp các tỉnh thành, từ Quảng Trị đến Cà Mau, mà còn có mặt ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Riêng với những người con của dân tộc, thì sự xuất hiện của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang trong cuộc đời này, có lẽ không phải là ngẫu nhiên, không chỉ là một dòng năng lượng thanh tịnh mát mẻ, mà đó còn là sự xuất hiện để khởi đầu cho một hệ phái mang hỷ pháp đến với đồng bào Phật tử dân tộc Việt Nam. Gia Lai là một trong những tỉnh trung tâm của vùng đất Tây Nguyên, với nhiều ưu thế về vị trí địa lý, giao thông và những ưu đãi của thiên nhiên. Chẳng biết từ bao giờ, Gia Lai lại trở nên đặc biệt trong trái tim của những người lữ khách mỗi khi muốn tìm kiếm một khoảng trời yên bình để được hòa mình vào hơi thở của đại ngàn hùng vĩ, hay lắng tai nghe nhịp cồng chiêng in đậm chất sử thi. Biển hồ xanh miên man và long lanh như đôi mắt Pleiku hiền hòa đang ẩn hiện dưới phố núi. Khi tiết trời thu phảng phất trên những khúc quanh co của con đường đèo với những hàng thông chi chúc, người ta lại chọn Gia Lai làm điểm dừng chân sau những tháng ngày rong ruổi. Là vùng đất có bề dày lịch sử với nền văn hóa cổ xưa mang bản sắc độc đáo của đồng bào các dân tộc, truyền thừa trên vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, hệ phái Phật giáo Khất Sĩ tỉnh Gia Lai đã ra đời và như thổi vào nơi đây một luồng sinh khí mới, đem ánh sáng của đạo giải thoát đến với mọi người, thay đổi được cuộc đời của người dân nơi đây, biết quy y Tam Bảo, biết bố thí cúng dường, biết trì trai giữ giới. Dần dần đạo Phật Khất Sĩ đã trở thành chỗ nương tựa tinh thần vững chắc cho đa số người dân nơi này. Giáo đoàn 3 do Đức Thầy Giác An, một trong các vị đại đệ tử của Tổ sư, thành lập năm 1957. Sau chuyến du quá đầu tiên ra miền Trung cùng với đoàn du tăng, Đức Thầy nhận thấy Phật pháp có thể phổ truyền tại vùng đất này, nên Ngài đã phát đại nguyện trở lại tiếp độ cho những người hữu duyên.
Địa bàn hoạt động của giáo đoàn 3 trải dài từ Bình Thuận ra đến Quảng Ngãi và lên các tỉnh cao nguyên. Trọn 14 năm giáo khóa lập đoàn, từ năm 1957 đến năm 1971, Đức Thầy đã thành lập 20 ngôi tịnh xá. Điểm đặc biệt của giáo đoàn 3 là Đức Thầy, vị duy nhất trong các đệ tử tổ sư thời kỳ đầu tiếp độ cả tăng lẫn ni xuất gia. Tịnh xá Ngọc Phúc là tổ đình Phật giáo cất sĩ tỉnh Gia Lai, tọa lạc tại số 342 đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, do Đức Thầy Giác An khai lập vào mùa thu năm 1957. Vào thập niên 50, nơi đây còn là rừng thiêng nước độc vì khí hậu rừng núi ẩm thấp khiến người xứ khác mới đến thường bị dịch bệnh. Tuy người dân tứ xứ lên lập nghiệp, đời sống muôn vàn khó khăn, nhưng lòng kính thành và thiện chuyên chứa tam bảo vẫn dâng tràn. Khi thấy được đời sống thanh tịnh giải thoát, tam y nhất bác của chư tăng và được nghe những lời giáo pháp di diệu, như người mê chợt tỉnh, bà con quay về quy y học đạo. Để có nơi cho chư tăng tịnh tu dài đạo, bà con đã khai khẩn khu đất rộng hơn 1 hecta này cúng dường Đức Thầy và tăng đoàn lập tịnh xá. Đức Thầy quan hệ chứng minh tiếp nhận và đặt tên là Ngọc Phúc. Ngày nay, dưới sự dẫn dắt của Hòa Thượng trụ trì Giác Thành, đại chúng tu học tại tịnh xá trên 30 chị. Ngoài việc hướng đạo cho những chị chuyên tu phạm hạnh và chấn thân cho các công tác Phật sự, Hòa Thượng còn khuyến khích chư tăng trẻ tham học tại các trường Phật học trong cũng như ngoài nước. Hàng năm, tịnh xá Ngọc Phúc là điểm an cư kiết hạ của chư tăng hệ phái trong tỉnh. Khóa tu truyền thống của hệ phái Phật giáo cất sĩ là một hoạt động truyền thống được các giáo đoàn trong hệ phái luân phiên tổ chức tại các địa phương trong cả nước. Trải qua 19 khóa tu được luân phiên theo từng giai đoạn đăng cai tổ chức, trải dài từ vùng miền Tây sông nước với những dòng sông hiền hòa chở nặng phù sa, những cánh đồng lúa xanh tươi bát ngát, cho đến vùng duyên hải miền Trung nắng gió với những bãi biển xanh cát trắng. Đến hôm nay, khi được sự đồng ý của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, lần đầu tiên khóa tu truyền thống hệ phái Phật giáo cất sĩ do giáo đoàn 3 đăng cai tổ chức tại tịnh xá Ngọc Yên, tọa lạc tại số 368 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Với ý nghĩa phát huy giá trị lịch sử truyền thống Phật giáo thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, lấy giới định tuệ làm pháp môn tu học để tiến đến giác ngộ giải thoát, đồng thời khơi lại mạc mạch Phật pháp, tiếp nối và phát huy các pháp môn tu học mang tính đặc thù sâu sắc của hệ phái cất sĩ Việt Nam do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai mở với sự dung hợp giữa Bắc truyền và Nam truyền. Tổ đã chắt lọc những tinh hoa từ hai tông phái làm nên một đạo Phật cất sĩ với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp. Bên cạnh cái sự hội nhập trong lòng giáo hội và đặc biệt là trong cái thời đại mà hội nhập văn minh khoa học thế giới, thì cái sự phát triển cơ sở vật chất là cái điều quý tốt, rồi cộng với phát triển cái sự thọ học tăng trưởng kiến thức xã hội, rồi thọ học tăng trưởng kiến thức Phật học thì đều là tốt hết, nên hết. Nhưng mà muốn để cho nó cân bằng giữa học và tu, giữa kiến thức và sự hành trì thì phải có những cái khóa tu giới định tuệ, tức là cái khóa tu tập để cho tăng ni được tiếp cận với cái sự hành trì mỗi ngày, tức là nhận ra được cái chiều sâu, cái lợi ích lớn của giới, của định, của tuệ, tức là phải ứng dụng cái giới, cái định, cái tuệ trong đời sống, tức là phải được thực hành liên tục
để làm sao giới nó gắn liền với cái sinh hoạt của các cái mặt cái đời sống, cả thân khẩu ý, luôn luôn phải có giới một bên để làm nền tảng, thì nó làm cho mọi cái hoạt động Phật sự của mình mà nó nằm trong cái tốt đẹp mà như giáo hội đã chủ trương, đó là đoàn kết hòa hợp để trưởng dưỡng đạo tâm rồi trang nghiêm giáo hội. Thì cái đó là cái điều cần cho một cái tu sĩ Phật giáo thời nay. Và có được cân bằng cả hai vậy đó, tức là mặt vừa mở mang kiến thức xã hội rồi Phật học, mà vừa làm sao ứng dụng để làm cho cái chiều sâu của giới định tuệ đó trong cái đời sống tự thân của mỗi tăng ni á, thì như vậy làm cho cái đạo lực cái đạo lực của mỗi tăng ni được tăng trưởng, thì như vậy mới xứng đáng để mà phụng sự cho đạo cho đời. Cái khóa tu lần này mang một ý nghĩa và họ thấy rõ được cái tầm quan trọng cái đời sống tu hành của những vị xuất gia khất sĩ là thể hiện trên cái đời sống giải thoát buông xả tất cả những cái sự dính mắc trong cái đời thường ở thế gian. Cho nên tất cả những vị tăng trong sáu giai đoạn về đây và cái nơi tu tập được thanh tịnh và được trang nghiêm và được rộng rãi, mang nhiều cái yếu tố khách quan đem đến như là khí hậu và cảnh vườn rừng, đúng như cái thời của Đức Phật, tăng đoàn sống chung với nhau, mang một cái tầm vóc quan trọng trong cái đời sống tu hành, dẫn đến đạo quả giải thoát. Vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2016, trong không khí hân hoan giữa tiết trời se lạnh của nơi phố núi, chư tôn đức giáo đoạt ba và Phật tử đã đến tận sân bay Pleiku, đứng thành hai hàng trang nghiêm để cung đón chư tôn giáo phẩm hệ phái cùng chư tôn đức tăng từ sáu giáo đoàn trên mọi miền đất nước về tham dự khóa tu. Tu truyền thống hệ phái Phật giáo khất sĩ lần thứ 20 được chào đón bước chân của gần 200 vị hành giả cùng quay về khép mình nghiêm mật tu học 7 ngày. Trong đó gồm có 15 vị hòa thượng, 12 vị thượng tọa, 163 tỳ kheo và 10 sa di. Vào sáng ngày đầu tiên của khóa tu, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Giác Giới, gần 200 vị hành giả trong bào quỳnh y giải thoát thực hiện hành trì bình khất thực. Với chiếc bình bát bưng trên tay, chư tôn đức tăng từng bước khoan thai đón nhận thực phẩm cho Phật tử gieo duyên phước đức cúng dường trên các con đường thuộc thành phố Pleiku. Đồng thời hành khất thực này nhằm giúp cho hành giả tu tập dẹp bỏ lòng sân si ngã mạn, để thấy được bản tánh của chính mình mà tiến đến quả vị giải thoát. Khóa tu truyền thống như một dịp để ôn lại
gương hạnh khất thực quá duyên của Phật tăng xưa, làm sống lại hình ảnh Thế Tôn và tăng đoàn cách đây 2600 năm, cũng như đã giúp cho người cư sĩ được thực hành hạnh nguyện cúng dường, gieo hạt giống thiện lành với Tam Bảo. Những chiếc áo chới trắng, áo trạc lam nhẹ nhàng hòa quyện với dòng người xuôi ngược trên con đường mưu tìm sự sống, với lòng kính ngưỡng vô bờ, cũng đã dừng lại hân hoan đón chờ những bước chân vô trụ. Việc người cư sĩ tại gia tập lòng bố thí cúng dường thực phẩm giúp hộ trì Tam Bảo thể hiện sự tiến hóa dần dần trong tâm thức của họ. Từ sự bòn sẻn tham lam, giờ đây họ biết rộng mở tấm lòng, biết học hành bố thí cúng dường cung kính đối với ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Với mọi người xung quanh thì họ biết yêu thương và sẵn sàng chia sẻ với đồng loại khi gặp cơn hiểm nghèo hoạn nạn. Đấy là sự tu tập tâm từ quảng đại vô biên, xả bỏ lòng tham vị kỷ mà hướng đến mọi người với tấm lòng yêu thương như tình yêu bao la vĩ đại của chư Phật Bồ Tát. Một bát cơm ngạt nhà, thân đi muôn dặm xa, riêng vì sự sinh tử, đột nhận tháng ngày qua. Bằng những bước đi an lạc như đang chân chu trên cõi tịnh, người khất sĩ dung trọc hiền hữu đầy thức tịnh, bồi đắp ý tình thân của mình trong lòng chúng sanh. Vị khất sĩ đặt chân trên mặt đất như một vị quốc vương trang trọng, in dấu triền son trên tờ chiếu chỉ, có thể làm trăm họ thái bình thấm nhuần mưa móc. Bước chân trầm vững khoan thai như nhắc nhở chúng ta chậm lại, thưởng thức từng khoảnh khắc hiện tại tươi mát, từng bước thắp lên ánh sáng chánh pháp, từng bước thổi ngọt gió thanh lương vào thế gian nóng bức, cõi Ta Bà thành lạc quốc. Thank you.
Sau thời gian khất thực quá duyên, Chư Tăng trở về lại tịnh xá Ngọc Yên. Tại thiền đường đã long trọng diễn ra lễ khai mạc khóa tu. Trong bầu không khí trang nghiêm, đậm tình linh sơn pháp lữ, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Giác Cầu, Hòa Thượng Giác Giới, Hòa Thượng Giác Thanh, Hòa Thượng Giác Hùng cùng Chư Tôn Đức và đông đảo bà con Phật tử đã đồng về tham dự. Kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Giới, Trưởng Ban Thường Trực Giáo Phẩm Hệ Phái và cũng là vị thiền chủ của các khóa tu vừa qua, có đôi lời phát biểu khai mạc. Xin thành kính cung thỉnh tiếng nói của Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh Hệ Phái, kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Thường Trực ở trong Hệ Phái, kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Trưởng Thượng Tọa Giáo Phẩm đại diện cho 6 giáo đoàn Hệ Phái Khất Sĩ, kính thưa đại chúng hành giả khóa tu truyền thống Hệ Phái Khất Sĩ lần thứ 20. Kính thưa quý nam nữ Phật tử hiện diện, để biết được một lối sống thật sự toàn hảo, đạt được cái hạnh phúc toàn hảo, người khất sĩ chỉ có 3 pháp tu học vắn tắt là giới, định, tuệ. Rồi Ngài cũng dạy cho người tại gia cư sĩ khi bước chân vào đời đầy gian nguy, nhớ mang theo giới định tuệ. Vì tất cả những kiếp luân hồi sanh tử chúng ta đều phát nguồn từ do nơi hạnh nghiệp chúng ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và 3 cái nguyên nhân thiện hay bất thiện, nếu không tham, không sân, không si thì giúp cho chúng ta sanh cõi lành. Mà có tham, có sân, có si thì giúp cho đã khiến cho chúng ta rơi vào cái đọa xứ cõi khổ. Thì đoạn tận những cái nghiệp chướng, những phiền não đau khổ để dẫn chúng ta tái sanh trong 3 cõi luân hồi dục giới, sắc giới và xúc giới, thì không có con đường nào thù thắng khác hơn con đường giới định tuệ. Cho nên Đức Tổ Sư đã xác chứng sự thật này về đạo Phật, và Chư Tôn Giáo Phẩm đã theo cái truyền thống của Tổ Sư mà gìn giữ cái truyền thống tu tập, nghĩa là triệt để đúng đắn tốt đẹp này. Tới ngày hôm nay là 20 khóa tu và bên ni là 24 khóa tu đó, đều luôn luôn kiên trì giữ vững cái truyền thống này, kiên định không có gì lay chuyển. Rồi mong rằng với sự ý thức này, trong những khóa tu qua và khóa tu hôm nay và mãi mãi về sau, trong tăng ni và cũng nam nữ Phật tử chúng ta đã nhận chân và xác định được cái hướng đi, sáng định con đường mà chư Phật 3 đời đã đi, chư Tổ đã nói truyền và Chư Tôn Giáo Phẩm tiền bối đã tiếp tục, và ngày nay chúng ta cũng như là sống và thực hành theo, để làm sao cho bản thân chúng ta được thành tựu những cái công đức tu học, và để lưu lại một cái đường lối đúng đắn 3 đời chư Phật đã đi, thầy Tổ đã nói truyền, để cho giáo pháp này được trường tồn, để do giáo pháp này được vĩnh cửu, vì hạnh phúc an lạc cho đời, vì hạnh phúc an lạc loài trời và loài người. Với ý nghĩa này, tôi xin thay lời Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Giáo Phẩm xin tuyên bố khai mạc khóa tu học truyền thống Hệ Phái Khất Sĩ lần thứ 20 được Giáo Đoàn 3 đăng cai tổ chức tại tỉnh xá Ngọc Yên, nơi Pleiku. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với giới đức trang nghiêm đã thể hiện trên gương diện từ hòa, đầy lòng vị tha vô bờ bến của quý Ngài, đã đem lại cho biết bao nhiêu người được ân trim niềm vui an lạc, xóa tan những phiền não, xoa dịu cho tâm hồn những người đang bị trầm luân,
trôi theo dòng đời ngũ dục đầy đau khổ. Buổi lễ khép lại trong điểm Quan Hỷ sẽ là một mở đầu cho khóa tu với những chuỗi ngày tu học an nhiên và thanh tịnh. Trong không khí trang nghiêm, tỏa hương vị ngào ngạt giải thoát, mùi hương giới định tuệ của quý chư tôn đức tăng phát xuất từ công hạnh tu hành, nghiêm thân giới luật, sống chung tu học tại khóa tu truyền thống hệ phái Phật giáo Khất Sĩ lần thứ 20 này. Với chí nguyện phụng sự chánh pháp, quý Phật tử nghe tin có khóa tu đã sắm sanh lễ vật, phát tâm cúng dường bữa ngọ trai lên chư tôn đức tăng, cầu mong quý ngài sức khỏe dồi dào, tấn tu làm nơi nương tựa cho hàng ngàn cư gia bá tánh. Đạo Phật Khất Sĩ là một tôn giáo trong lòng dân tộc. Vì vậy, khi nói đến vị thầy khai sáng hệ phái Khất Sĩ Việt Nam thì không thể không nhắc đến bộ Chân Lý mà tổ sư đã dạy công thân chứng nói ra. Nội dung bộ Chân Lý đã khẳng định được trí huệ tu chứng của tổ sư hết sức thâm hậu, mang tầm cỡ của một bậc đại trí.
đa dạng, xây dựng con người vượt qua đêm tối vô minh và tìm được hạnh phúc chân thật từ chính cuộc sống con người và từ xã hội này. Vì thế, khi ôn lại và làm sáng ngời sự nghiệp mà tổ sư đã dày công nghiên cứu để lại cho hàng hậu tấn, chính là đền đáp công ơn của tổ thầy trong muôn một. Trong thời khóa tu tập của khóa tu truyền thống cất sĩ lần này, Hòa Thượng Giác Giới, Thiền Chủ khóa tu sẽ giảng bài chân lý số 42, học để tu. Tôi có thể phân tích có ba hạng giác ngộ. Hạng giác ngộ thứ nhất là Phật Thế Tôn, tức là Bậc Chánh Đẳng Giác. Ngài là vô sư tự ngộ, không có thầy chỉ dạy. Mặc dù thì Ngài có trong cái kiếp cuối cùng của đời Ngài thì Ngài vượt qua hoàng cung rồi đi tìm thầy để học đạo. Thì Ngài có đến học với A-la-lama, tức là khó học. Nhưng mà cái vị này thì không có đáp ứng đúng sở học của Ngài. Ngày giờ học rồi ngày thành tựu chứng đắc này, học mà tu nữa, chứng đắc được cái vô sở của sứ thiền, thiền thứ ba trong bốn thiền vô sắc. Nhưng thầy giờ Ngài cho rằng cái thiền chứng này nè, nó không đưa đến yếm ly ly tham đoạn diệt thượng trí giác ngộ niết bàn được, mà nó chỉ là một cái kỹ năng, một cái công phu tu tập làm cho nó lắng dịu lại cái vọng tưởng. Nó đạt được cái định tâm, mà cái định này là cái định vô sở xứ, định của tứ thiền vô sắc. Cho nên Ngài, cái vị này đạt được, và Ngài cũng đạt được cái cảm giác, cái trạng thái là hiện tịch tịnh trú, chứ không phải là hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú là cái tứ thiền sắc giới, còn cái này là tứ thiền vô sắc. Cho nên Ngài đạt được cái trạng thái gọi là tịch tịnh trú, ở trong trạng thái yên lặng, vắng lặng, yên tĩnh, vắng lặng. Trong ra, nhờ cái hành thiền vô sở xứ, Ngài đạt được trạng thái yên tĩnh và vắng lặng, tịch tịnh, an trú vào cái trạng thái yên tĩnh, vắng lặng. Thì cái này có khi các ngoại đạo họ cũng lầm tưởng cái sự yên tĩnh, vắng lặng này là đạo quả. Yên lặng quá. Nhưng mà thật sự nó không có cái sự đoạn trừ, mà do sự an trú định tâm trên một đối tượng rồi an trú vào trạng thái tịch tỉnh thôi, cho nó không có phải có sự đoạn trừ. Cho nên Ngài nói rằng nó không đưa đến điểm ly ly tham đoạn diệt thượng trí giác ngộ niết bàn được. Rồi Ngài từ bỏ cái vị này, Ngài quyết chí đi tìm cái con đường chí thiện tối thắng an tịnh đâu lộ. Có thể cái thiện này á, nếu mà xếp trong cái quy trình giới định tuệ của Đức Thế Tôn thì cái này nó có chăng nữa là nó có được cái trung thiện thôi, chứ nó không phải là cái hậu thiện, tức là sự định, định tâm. Cái sơ thiện là phần giới, cái trung thiện là phần định, mà cái hậu thiện là phần tuệ. Mà tuệ thì nó mới đưa đến, nó cắt đứt phiền não để đoạn cái ái. Bằng chút kiến thức nguyên thâm về kinh tạng Nikaya và phát hành của tự thân, Hòa Thượng đã truyền trao kinh nghiệm tu học quý báu cùng hành giả với những ngôn ngữ bình dị. Hòa Thượng đã khéo léo trích dẫn lời tổ dạy để chỉ bày cho hành giả lộ trình tu tập nhằm tiến đến giác ngộ giải thoát. Chí thiện và để đến học đạo với ông Uddhakarama Buddha. Ở đây thì Ngài thành tựu một cái thiền chứng cao hơn, tức là phi vi tưởng xứ thiền. Cho trạng thái này cũng đem lại cái trạng thái tịch tỉnh, tịch tịnh trú nữa. Bốn thiền vô sắc thì nó đem lại cái tịch tịnh trú, còn bốn thiền sắc giới thì nó đem lại cái hiện tại lặng trú. Qua những lời dạy của Hòa Thượng, những hành giả khất sĩ như được mở rộng tầm nhận thức đúng đắn về chân lý và con đường nối truyền Thích Ca Chánh Pháp của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang
và ý thức hơn về bổn phận trách nhiệm của mỗi cá nhân. Những người đang thọ hưởng ân đức giáo dưỡng của tổ sư và chư đức thầy. Qua đó, Hòa Thượng nhắc nhở thế hệ khất sĩ hiện tại phải tin, hiểu và thực hành, cố gắng nối truyền và gìn giữ truyền thống cao quý ấy. Y bát là biểu trưng sự giải thoát của ba đời chư Phật, là ruộng phước của tất cả chúng sanh, do đó còn là biểu tượng của phạm hạnh, đức độ, lòng vị tha và tượng trưng cho những điều cao cả thiêng liêng nhất. Truyền thống khất thực quá chuyên từ thời Đức Phật còn tại thế vẫn được tiếp nối qua sự hành trì của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp, với y bát chân truyền đi khắp đó đây, nối hành Phật xưa ôm bát quá chuyên quá độ chúng sanh, lập nên hệ phái biệt truyền với ý nghĩa nhiệm màu của đoàn du tăng Việt Nam. Thể theo truyền thống đó, trong khóa tu truyền thống khất sĩ lần thứ 20 này, nhằm khơi dậy hành y bát ba đời, ngoài việc khất thực truyền thống ngày đầu và ngày cuối trong khóa tu, đúng 10 giờ 30 phút mỗi ngày, chư tăng đều thực hành hạnh khất thực quá chuyên trong phạm vi tịnh xá Ngọc Yên. Ôm bát đất sống chung cùng vạn loài, khoác y chàng quả thân chí hàm linh, mượn tiếng sinh để tế độ chúng sanh, đem gương Phật cho người gieo giống Phật. Với chí nguyện phụng sự chánh pháp và một lòng kính tin vào Tam Bảo, các đoàn Phật tử lần lượt đến dưới mái đạo tràng tịnh xá Ngọc Yên, nơi chư tôn đức tăng của 6 giáo đoàn đang tu tập, cùng nhau phát tâm cúng dường sớt bát. Đối trước chư tôn đức, bằng tất cả tấm lòng thành kính, đại diện Phật tử bày tỏ tâm nguyện cầu mong từ lực Tam Bảo gia hộ cho quý ngài tứ đại nhu quà, thân tâm thường lạc và luôn luôn là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng sanh trên vạt nẻo tự sinh. Trong giờ thọ trai, chư tăng thực hành ăn trong chánh niệm theo luật nghi và quả chúng của truyền thống khất sĩ, luôn chánh niệm trong từng quan nghi. Ngay cả khi ăn, quý ngài cũng rất chú tâm để hồi hướng công đức cho người đã cúng dường. Chư tăng có 4 thời tu tập thiền hành, mỗi thời ít nhất là 45 phút. Việc tu tập này được xem là pháp môn tu tập chính yếu và được ứng dụng
trong khuôn viên của tịnh xá. Thời gian thiền hành là lúc quý ngài tập trở về với những bước chân thanh thản. Mỗi bước chân ấy như làm khơi dậy luồng gió mát, mang niềm an lạc giải thoát, thổi bay khí nóng nực của phiền não sinh tử. Bao nhiêu lo lắng và phiền buồn như được rũ bỏ trong những bước chân như thế. Mỗi bước chân là sự sống, mỗi bước chân là sự an lạc. Hình ảnh những vị khất sĩ đầu đội trời, chân đạp đất, thật hùng tráng và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Nhẹ nhàng bước đi những bước khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm là biểu trưng cho sự thực hành hành xả bỏ bạc ngã, thể hiện tấm lòng từ bi bình đẳng hướng đến muôn loài. Mỗi ngày có 4 thời tu tập thiền tọa. Pháp tu thiền của hệ phái Phật giáo Khất Sĩ từ thời tổ sư đến nay cũng không có gì khác biệt với các truyền thống Phật giáo khác. Xuất phát từ quan điểm kế thừa và phát huy những tinh hoa tư tưởng của các truyền thống khác trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, nên pháp tu của hệ phái Phật giáo Khất Sĩ cũng không ngần ngại kế thừa và hành trì những điểm độc đáo, những tinh hoa và nếp sống đạo hạnh của chư tổ mà mỗi hành giả có cơ duyên tiếp cận, thẩm thấu và hành trì. Trong chân lý tổ sư thì ngài có dạy thì cái gì mà cái đường hướng xưa kia Đức Phật là ấn định như thế nào, tu tập như thế nào, thì tổ sư cũng theo cái định hướng ba đời chư Phật để mà tu tập như thế đó. Và cái định hướng đó luôn luôn là nó bất di bất dịch, nó không thay đổi. Mà mình thực hành đúng lời dạy Đức Phật thì luôn luôn bao giờ nó cũng là khế cơ, khế lý và thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Dù cho hoàn cảnh xã hội nó có thay đổi bao nhiêu thì cái giáo lý đó nó cũng không bao giờ thay đổi. Bởi vì cái chân lý là cái sự thật, mà sự thật nó không bao giờ thay đổi. Dù quá khứ, dù tương lai hay là dù hiện tại thì cái chân lý bao giờ nó cũng là cái chân lý thôi, chứ không có phải là ngày xưa rồi giờ mình phải thay đổi cái này kia. Lấy vậy thì cho nên không phải là cái định hướng có sẵn, thì mình thực hành cái định hướng mà chư Phật chư Tổ đã giáo truyền thôi. Là luôn luôn cái định hướng mà ba đời chư Phật đã giáo truyền và Tổ mình sẽ giáo truyền, nó có giá trị tuyệt đối là khắp không gian và thời gian. Chứ chúng tôi đến đây là mục đích để học tập lại, để chỉnh trang lại cái đường lối quan trọng của Phật giáo.
là để đem lại sự hạnh phúc cho nhân sinh và loài người, chứ không phải lợi ích cho Phật giáo không. Vì thế chúng tôi là người cắt ái ly gia tâm hình dị tục chí cầu đại phương, là đi tìm con đường lớn chứ không có muốn đi con đường nhỏ nữa. Con đường lớn là đem cái giáo pháp làm sao, làm như thế nào để hướng dẫn mọi người như thầy giáo, để người ta hiểu được cái đạo lý đó, để nó tìm được cái hạnh phúc ở trong cuộc đời. Nhà sư Khất Sĩ đầu đội trời chân đạp đất đi khắp đó đây để giáo hóa chúng sanh từ lợi và lợi tha. Chủ trụ là nhà, chúng sanh là thân bằng quyến thuộc. Ngài đi giáo hóa gieo duyên Phật pháp với tất cả muôn loài, đêm về tĩnh tọa dưới gốc cây, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, không gì là của ta, tâm thanh thản giải thoát, không lo lắng buồn phiền. Giữa cảnh trí thiên nhiên trong khuôn viên tịnh xá, núi non thác nước, cây lá phủ văn, không gian thoáng đãng, bốn bề tịch lặng, chư hành giả sẽ tự thân quán chiếu, trao dồi nội lực, tịnh hóa tam nghiệp để trở về với chân tâm thường trú, tìm lại Phật tánh của chính mình và sẽ có những bước tiến vững vàng hơn trên lộ trình tu học. Chui thai hòa hợp tăng già, lành thai bốn chúng chui mà đồng tu. Hạnh phúc khi chư tăng sống chung tu học là nền tảng chắc chắn cho tinh thần lục hòa, là biểu tượng cho tinh thần đạo pháp trùng hưng. Và mỗi buổi chiều trong giờ pháp đàm, tăng chúng ngồi lại cùng nhau trình bày những khó khăn thắc mắc trong quá trình tu học, để được các chư vị tôn túc trưởng thượng giải đáp sáng tỏ và chia sẻ những kinh nghiệm đầy giá trị. Quý ngài cũng như những cội tùng cội bách nghiêm nghị vững vàng để làm nơi nương tựa tâm linh, là chỗ dựa cao quý để mỗi hành giả nương vào đó mà chứng chí tu học và hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Vượt qua mọi biên giới của văn hóa ngôn ngữ,
ánh sáng của đạo Phật Khất Sĩ đã chiếu soi khắp nẻo buôn làng, làm cho đồng bào dân tộc nơi đây ngày càng tin sâu Phật pháp, biết đoàn kết và yêu thương nhau hơn, nhằm để tạo thuận duyên cho bà con dân tộc được gieo nhân chủng Phật pháp. Thượng tọa Giác Duyên đã đưa hơn 50 bà con từ các buôn làng thuộc huyện Chư Sê về đảnh lễ cúng dường trong khóa tu truyền thống lần thứ 20 đang diễn ra tại tỉnh xá Ngọc Yên. Họ là những người con của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, đã được quy y Tam Bảo, biết ăn chay, biết về chùa tu tập, được gần gũi với Phật pháp, nên khi nhìn thấy tăng đoàn thất thực đi qua đều biết cúi đầu thành tâm đảnh lễ. Những vật phẩm mang đến cúng dường là bầu, bí, ngô, măng rừng mà tự tay bà con trồng tỉa hái được. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên trong đời bà con được đến đảnh lễ cúng dường tăng đoàn đông như vậy. Những ánh mắt vui sướng chân thành, ai cũng thấy mình như đã hồi đủ duyên lành khi được quy hướng về ba ngôi báo, may mắn được tiếp nhận những giáo lý thâm sâu chi diệu của chư Phật chư Tổ, được thấm nhuần trong dòng sữa ngọt ngào của giáo pháp. Để từ đó họ càng ý thức hơn về bổn phận và trách nhiệm của một người Phật tử. Kính bạch Hòa thượng Thiện Chủ Chứng Minh, kính bạch quý Hòa thượng, quý Thượng tọa Giáo phẩm Hệ phái Chứng Minh, kính thưa các huynh đệ hành giả tham dự khóa tu hôm nay, thì con trò xin được trình bày một vài cái ý pháp liên quan đến chân lý ngũ uẩn của Tổ sư, để xoay sáng cái việc mà tu tập thiền định của chúng ta. Sáng ngày thứ sáu của khóa tu truyền thống, chư hành giả được cung đón Hòa thượng Giác Toàn về tham dự. Mặc dù đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, nhưng với lòng bi mẫn, Hòa thượng Giác Toàn đã dành thời gian cả buổi sáng để chia sẻ cùng hành giả khóa tu về phương pháp tu tập với chủ đề tu tập thiện quán soi sáng và an định nghiệp thức qua chân lý ngũ uẩn. Phương pháp thiền quán soi chiếu thật kỹ về sự tụ tán của ngũ uẩn và sự sống của chính mình. Đó, vì cái thân của mình nó nặng nề lắm. Quynh đệ biết cái thân này rất là khó. Cho nên chúng sanh ở đời mà khổ cũng do cái thân. Mà mình đi tu mà không khéo, khổ cũng từ cái thân. Đó, thì bây giờ mình phải dừng lại, mình soi sáng cái này cho kỹ. Một là sự tích tụ giả hợp của ngũ uẩn, bởi có sắc thân lâu ngày mới sanh thọ cảm, bởi có thọ cảm lâu ngày mới sanh tư tưởng, bởi có tư tưởng lâu ngày mới sanh hành vi, bởi có hành vi lâu ngày mới sanh thức trí, bởi có thức trí lâu ngày mới sanh giác chơn. Đó. Bây giờ đây là cái tiến trình đi từ thấp tới cao, từ ít tới nhiều. Cho nên là nói thì dễ, nhưng mà muốn tích tụ á, để mà dương lên á, thì huynh đệ biết có khi mình mất một nấc giày ra là phải một đời, có nhiều khi hai ba đời vô một nấc nữa, mà chậm chậm có khi năm bảy đời vô một nấc. Còn mình đi nhanh là mỗi đời một nấc đi lên. Đó, bởi có sắc thân lâu ngày mới sanh thọ cảm nè. Cái hỏi chứ ví dụ như cỏ cây thì mất bao nhiêu năm tháng mới lên được thú. Thú nó mới có cảm giác từ từ. Rồi thú nó có cái tư tưởng nó, nhưng mà nó làm sao bằng cái tư tưởng người. Đó, thành ra cái gì cũng phải mất lâu ngày. Để Tổ sư nói rõ, có thọ cảm lâu ngày mới sanh tư tưởng. Cho nên khi mình tu mà mình không có nhẫn nại để soi sáng cái tâm tánh đó, mình muốn gấp gấp là không được. Trên thiền là phải đi từ từ, chậm chậm và soi sáng chính mình, tự rà soát cái tâm tánh mình. Đó. Bởi có tư tưởng lâu ngày mới sanh hành vi, có lâu hành vi lâu ngày mới sanh thức trí, có thức trí lâu buổi ngày chiều, Hòa thượng lại dành thời gian trao đổi chia sẻ cùng huynh đệ đồng tu cũng như hàng hậu tấn những điều tâm đắc nhất khi ngài đến đất nước Ấn Độ.
Và khi nói đến Ấn Độ, mọi người sẽ nghĩ ngay đến chiếc nôi của Phật giáo, là nơi khởi nguồn của những giáo lý thâm sâu di diệu của đạo Phật. Trong thời mạt Pháp, những ai còn may mắn có đủ duyên lành để được chiêm bái các thánh tích Phật giáo, còn được tận mắt chứng kiến những bước đường mà hơn 2.500 năm về trước Đức Thế Tôn đã từng đi qua. Và chỉ khi nào trải qua những điều này, chúng ta mới thực sự cảm nhận được lòng tôn kính Phật của mình, cảm nhận sự thật về một Đức Phật lịch sử, một con người chỉ đại trong tiến trình phát triển văn minh và văn hóa nhân loại, đặc biệt nhất là văn hóa tâm linh. 49 năm bằng đôi chân trần, Đức Thế Tôn đã dân du quảng quá độ sanh hầu hết các quốc gia có mặt trên xứ Ấn Độ cổ đại. Để đến tận hôm nay, những lời dạy của người vẫn mãi là một chân lý, là bức thông điệp ban vui cứu khổ, đem lại hạnh phúc hòa bình cho con người và muôn loài. Qua 7 ngày cùng sống chung tu học, sáng ngày 11 tháng 10 năm 2016, gần 200 chư tăng khất sĩ dưới sự hướng dẫn của Đại lão Hòa thượng Giác Tường đã thực hiện hành trì bình khất thực nơi phố núi. Người dân nơi đây lại một lần nữa được chiêm ngưỡng bóng quyền y giải thoát của tăng đoàn như thời Phật còn tại thế. Sau đó, tại thiền đường Tịnh Xá Ngọc Hiên đã long trọng diễn ra lễ bế mạc khóa tu dưới sự chứng minh tham dự của Đại lão Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Giác Toàn, Hòa thượng Giác Hùng. Chinh hạnh có sự hiện diện của chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai cùng chư tôn đức lãnh đạo 6 giáo đoàn và 200 hành giả cùng đông đảo bà con Phật tử đồng về tham dự.
tiếp nối ngọn đèn chân lý, chư vị đức thầy mở mang giáo pháp, thành lập sáu giáo đoàn đi quần truyền chánh pháp khắp nơi. Hình ảnh của những nhà sư khất sĩ đã làm khôi phục lại tín tâm của hàng triệu con tim Phật tử qua biết bao thế hệ. Trong giai đoạn hiện nay, đời sống tứ y pháp không còn như thuở ban sơ, nên chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hệ phái quyết định tổ chức các khóa tu truyền thống khất sĩ, tạo điều kiện cho chư tăng tu học theo gương hạnh của tổ thầy. Ra đời từ mùa xuân năm 2010 đến nay, hành trình của khóa tu đã 20 khóa. Khóa tu lần thứ 20 này được sự chứng minh và cho phép của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự chứng minh và cho phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan chức năng liên hệ. Chư tôn đức giáo phẩm hệ phái đã tổ chức khóa tu lần thứ 20 này do giáo đoàn 3, cụ thể là tỉnh Xá Ngọc Yên do Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Thành làm trụ trì, tổ chức khóa tu lần thứ 20 từ ngày mùng 4 đến 11 là hôm nay, trọn 7 ngày. Kính bái bạch chư tôn thiền đức, thưa toàn thể đệ chúng, chương trình lễ tạ pháp sáng hôm nay gồm niệm Phật, cầu gia hộ, tuyên bố lý do thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự, báo cáo của ban. Sau khi đạt đức giác quan thông qua chương trình, Thượng tọa Giác Duyên, thư ký khóa tu đã báo cáo lên chư tôn đức lãnh đạo về chương trình tu học. Trải qua 7 ngày cùng sống chung tu học, hàng ngày được Hòa Thượng Thiền Chủ chỉ dạy qua chân lý học để tu và Hòa Thượng Giác Toàn qua chân lý ngũ uẩn, cùng những thời khóa thiền hành, thiền tọa, nhận cơm trong khuôn viên tịnh xá. Giữa khí trời se lạnh của phố núi Tây Nguyên, khi tọa thiền giữa bạt ngàn cà phê làm cho hành giả khóa tu thêm an lạc và an trú trong thiền định. Với sự quan tâm của chư tôn đức, khóa tu lần thứ 20 đã đạt được nhiều thành quả, trong đó nổi bật có các thành quả như sau. Một, đối với ban tổ chức đã tổ chức thành công khóa tu 20 trang nghiêm như pháp. Hai, đối với khóa tu thực hiện đúng chủ trương là huân tu truyền thống giới định tuệ mà chư tôn đức giáo phẩm đã đề ra. Ba, đối với giáo hội khẳng định vị thế của hệ phái trong lòng giáo hội theo đúng tôn chỉ nối truyền Thích Ca chánh pháp đạo Phật khắc sĩ Việt Nam. Bốn, đối với chính quyền tạo sự uy tín tốt đẹp bằng với phương châm tốt đời đẹp đạo. Năm, đối với hành giả thắp sáng tâm linh nơi chư hành giả một con đường giác ngộ theo ngọn đèn chân lý và tông phong khắc sĩ, giúp hành trải nghiệm đời sống thanh tịnh theo tứ y pháp trung đạo không không trong sạch. Sáu, đối với Phật tử được gieo trồng và căng tăng trưởng niềm tin nơi hàng Phật tử tại gia khi chứng kiến oai nghi và công hạnh tu tập của chư hành giả. Từ sự gặt hái những thành công trong khóa tu, đại diện hành giả sáu giáo đoàn đã đối trước chư tôn đức dâng lời cảm niệm công ơn quý ngài đã dày công nỗ lực tạo nên 20 khóa tu, giúp cho chúng con có thể cùng ngồi lại bên nhau trong trường học khất sĩ này mà tấn tu tìm đến giải thoát. Giờ này cho phép chư hành giả chúng con thành kính và tri ân chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hệ phái và chư tôn đức lãnh đạo giáo hội các cấp đã vì lòng từ bi thương tưởng đến chúng con mà tạo điều kiện và môi trường thuận lợi và dành thời gian đến để hướng dẫn dạy dỗ chúng con. Chúng con thật sự cung kính và thành tâm đảnh lễ tri ân các ngài. Hòa Thượng Giác Toàn vô cùng quan hỷ tán thán công đức của Hòa Thượng Giác Thành, viện chủ tịnh xá Ngọc Yên, đã nỗ lực trong vòng chưa đầy 6 tháng tạo nơi tu học lý tưởng dành cho những khóa tu với số lượng hành giả khá đông. Ngài khích lệ hành giả tu học hãy luôn mang bên mình những bài học, những pháp hành gặt hái được từ trường học này về trú xứ mà thực hành trong mỗi thời khắc, trong từng bước chân, không cho ngừng nghỉ, thì mới mong tinh cần trên lộ trình tìm về giác ngộ giải thoát. Cuộc lễ bế mạc hôm nay được rất tốt đẹp.
Vậy xin chúc quốc gia chung đa cát khánh, hạ cầu tam bảo vĩnh trường miên, trước chúc quốc gia nhiều cái phước báo để dân chúng được tu hành, hạ cầu tam bảo vĩnh trường miên, sau chúc cầu cái tỉnh xá Ngọc Yên này được bình yên, và cho đúng với câu đạo pháp thậm thâm di diệu pháp đó, cho đúng với câu là nghĩa là đạo Phật di diệu thậm thâm thì nghìn năm vẫn còn, để cho chư tôn đức tăng ni tu mãi tu hoài. Sau lời đạo từ của đại lão hòa thượng Giác Tường, hòa thượng diện chủ tỉnh xá Ngọc Yên cảm niệm chư tôn đức lãnh đạo đã không quản ngại tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, quan lâm về tham dự khóa tu, chia sẻ những bài học sâu sắc giúp hành giả có phương hướng mà tiên tu. Ngài vô cùng tán thán công đức những doanh nghiệp, bà con Phật tử khắp mọi miền đất nước, từ Hà Nội xa xôi hay thành phố Hồ Chí Minh phồn qua đô hội, từ địa đầu biên giới Tây Ninh, và nhất là những người con của phố núi Pleiku đã cùng nhau quy tụ về đây và nỗ lực hộ trì khóa tu, để các chư hành giả được thân khỏe tâm an, hoàn thành 7 ngày tu học với tâm hỷ lạc. Những người con cất sĩ từ khắp miền đất nước mỗi lần về tham dự khóa tu như được trở về chính cội nguồn tâm linh của chính mình. Trong suốt 7 ngày, tất cả chư tăng đều thực hành nghiêm mật đúng như pháp, sát giới thời tu tập từ 3 giờ 30 sáng đến 22 giờ để phát huy và nuôi dưỡng chánh niệm tỉnh giác trong 4 quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, để tăng trưởng giới định tuệ, giúp ba nghiệp được thanh tịnh trang nghiêm. Tuy mỗi hành giả ở mỗi trú xứ khác nhau, nhưng khi bước vào khóa tu, tất cả đều giữ nếp sống chung hòa hợp, hành trì giới luật một cách nghiêm cẩn. 7 ngày trôi qua tuy ngắn ngủi, nhưng đọc lại trong tâm thức mỗi hành giả những bài học quý giá, đó chính là hành trang để chư tăng tiếp bước trên con đường tu học ngày một tinh tấn hơn. Buổi lễ bế mạc hoàn mãn vào lúc 11 giờ cùng ngày, huynh đệ chia tay, hẹn sẽ hội ngộ cùng sống chung tu học vào khóa tu lần thứ 21 tại tỉnh xá Trúc Lâm, tỉnh Bình Thuận, do giáo đoàn 2 đăng cai tổ chức. Vậy là thời gian một lần nữa lại xoay dần theo quy luật tự nhiên, bỏ mặc lại cho đời những nỗi buồn, những niềm vui và cả một chút khắc khoải khi mới đó mà 7 ngày của khóa tu đã trôi qua. Phải chăng thời gian đi mãi đi hoài cứ như con nước chảy xuôi dọc bất tận, chẳng chật và con người dường như cũng đổi thay theo dòng thời gian giặc khủ, thì công hạnh và đạo nghiệp của tổ sư Minh Đăng Quang sẽ còn mãi trong lòng dân tộc Việt Nam như một ngọn đuốc đã thắp sáng cho muôn ngàn ngọn đuốc, để hôm nay đạo Phật khất sĩ ngày càng chắp cánh bay xa, làm tươi sáng bầu trời tổ quốc, và trên khắp thế giới năm châu bốn biển đâu đâu cũng có áo vàng khất sĩ tung bay.